Tại vì ảnh hồi xưa anh quen em á, giống như ảnh chăm như là chăm con vậy á. Dạ, sáng ảnh đưa em đi học rồi chiều ảnh đưa em về. Thì có một cái câu hỏi của bạn em không biết nên vui hay nên buồn. Đó là bạn em vô tình thấy anh Khải này chở em đi về thì mới đi ngang qua. Thì hôm sau bạn nói là ê, hôm qua tao thấy ba mày chở mày về á, công nhận ba mày đẹp trai ghê luôn. Dạ. Đang dính nhau như Sam vậy á, rồi chở đi chở về liên tục, rồi tự nhiên bắt đầu đi làm rồi bắt đầu thay đổi chị, thì nó sẽ có những cái mối quan hệ khác ở đồng nghiệp này, thấy đồng nghiệp hấp dẫn lắm rồi đi ăn đi chơi đi nhậu đi liên hoan suốt. Tên là Đỗ Quang Khải, hiện đang là giám đốc chuyên môn của bệnh viện Thẩm mỹ Nam An. Đây là một cái bệnh viện mà coi như là một đứa con tinh thần của hai vợ chồng cùng xây dựng từ lúc mới cưới đến giờ. Bác sĩ Khải năm nay làm bao nhiêu tuổi rồi? Là năm nay em sinh năm 86, 37. Dạ, 37 tuổi. 37 tuổi rồi. Dạ. Thế em đó. Dạ, em chào chị, em chào anh. Em tên là Nguyễn Thị Như Lan. Năm nay em 28 tuổi và em cùng chồng là thành lập bệnh viện nên là em cũng là giám đốc điều hành tại bệnh viện. Wow. Đồng thời thì hai vợ chồng em là đã có ba em bé rồi. Wow. Trời ơi, vậy luôn á. Dạ. Em bé gần nhất của em là mới được 2 tháng tuổi. Ừ. Trời ơi, mà tướng nhon quá trời luôn. Trời ơi, bác sĩ ta ngồi đây mà. Rồi bây giờ em đoán đi là họ gặp nhau như thế nào? Trời ơi, đơn giản thôi. Có nghĩa là trước đây là bác sĩ Khải coi như là có một cái cô bé đến để mà tư vấn, để mà làm đẹp. Thế là bác sĩ này ông thấy xinh quá rồi, ông cua luôn và ông làm không tốn tiền. Nghe chị đoán nè. Đoán đi. Hai bạn này chắc là Thanh Mai Trúc Mã. Ba của bạn vợ á là cũng chuyên ngành, cũng trong một ngành. Rồi xong ví dụ như là bạn này á là học trò của ba bạn vợ. Ba của bạn này thấy bạn này thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là thông minh, ngoan ngoãn, giỏi giang đó. Giỏi giang, thế là mới chấm ở trong lòng chấm là thằng bé này maybe có thể là. Thì đó vậy đúng không? Đúng rồi, có thể là chồng của con mình. Đúng không? Thế là các bạn đã thành duyên với nhau. Bây giờ hỏi bác sĩ đi. Dạ. Như bên nào đoán trúng nè? Dạ, chị Hồng Vân đoán nhưng cũng gần chính xác, nhưng mà nó sẽ đảo ngược lại. Tại vì ba của em là thầy của bạn này. Dạ, tại vì hai đứa cách nhau tới 9 tuổi lận. Tại vì thường giống như bác sĩ thì sẽ muốn cũng như có con trai hay con rể thì cũng sẽ theo ngành. Nhưng mà thật ra thì gia đình em hồi đó là gia đình buôn bán lao động. Chứ cũng không có ngành y hay là cái gì hết. Ba mẹ em thì nói chung là ngày xưa đã cực khổ rồi á, nên hay kiểu la mình á, hay nói là không học thì sau này không có làm được cái gì hết. Rồi xong học thì sau này thế này thế kia, nên là có chung cũng sợ lắm. Và hồi đó học lớp 9 thì nghe là ba của chồng em bây giờ á là thầy á, là giáo viên dạy chuyên để em thi vào các cái trường chuyên. Thì đến học thì ba với mẹ bây giờ, ba mẹ chồng của em á, thì lúc nào cũng khen ca ngợi về con trai của mình hết. Bảo là con trai tôi là học bác sĩ rồi đang đậu trường chuyên học rồi vậy đó. Nói chung ca ngợi để cho tụi em phải noi theo. Không đâu. Dạ đúng rồi. Tức là thầy phải tìm một tấm gương sống sáng để cho các em soi. Không đâu xa cả. Ở trong nhà này luôn. Ở trong nhà này luôn, đi lên đi xuống. Tại vì hồi đó là còn học thêm tại nhà chị. Dạ. Học thêm nhưng tại mà nhà là lúc thầy giới thiệu đến khi nào thì em mới gặp con dạ không con ngày nào cũng gặp hết, tại vì anh cứ đi lên đi xuống vậy mà mặc mỗi cái quần xà lỏn lặng qua lặng lại là đĩa mấy cô học trò của ba mình đúng không? Đó, tụi em lúc đó như con nít vậy. Mình đi qua đi lại mình cũng để ý là có những cái cô lớp 9 này cô cũng dễ thương xinh xắn. Nhưng mà để ý cô này không thì cổ là một người tương đối là nổi bật. Cổ người tương đối là nổi bật. Đi học á là em hơi kiểu hơi quậy. Ví dụ đi học là mặc quần ngắn hoặc là hay đi trễ rồi kiểu như trong lớp là cũng nói chung cũng được mấy bạn kia chú ý, mấy bạn nam thích đó, nên là em không biết có để ý không thì em không biết, nhưng mà em thì có để ý. Có tại vì thầy nói hoài mà. Nhưng mà đến bao lâu thì tụi em chính thức là để ý và yêu nhau? Phải đến khi là em học xong, em thi xong rồi, em thi đậu rồi. Thì lúc đó em mới gọi là có mặt mũi để quay lại thăm thầy cô. Thì lúc đó em đến thì em gặp anh nhà của em thì ảnh đi ra. Thì sau đó em mới hỏi mấy bạn để em xin cái Yahoo á chị. Hồi đó là thời mà còn xin Yahoo á anh. Thì em xin nick Yahoo để em chat. Cái khoảng thời gian đó là em thi tốt nghiệp nên em không có quen ai hết. Nhưng mà thì em thấy cô học trò lớp 9 cô nhắn tin tới giật mình. Hồi đó là em nhắn tin á là mấy bạn trong lớp á hay gọi là anh Khải giống như thần tượng idol. Thì em mới cũng idol thiệt, là mình cũng muốn học trường chuyên, mình cũng muốn giống vậy. Thì mình mới nhắn tin, mà hồi đó tiếng Anh của em hơi dốt. Chứ em định nhắn á là anh là thần tượng của em. Thì lẽ ra em phải nhắn là you are my idol đúng không? Thì em lại nhắn là I'm your idol. Em là thần tượng của anh. Xong rồi vì cái đó nên anh mới trả lời anh kêu ủa gì vậy em.
Dạ. Nhưng mà lúc nào thì hai đứa bắt đầu mới có cái tình yêu trai gái thực sự? Lúc đó là em xài điện thoại, nhưng mà kiểu như là không có điện thoại, phải mượn điện thoại của anh trai á, để bỏ cái sim của mình vào. Lúc đó em chỉ có cái sim thôi chứ không có điện thoại. Để nhắn thì em mới xin số được rồi, thì em mới nhắn tin cho ảnh. Em cũng thích rồi, nhưng mà nếu như mà cái người đó không có thích mình á, hoặc là người ta không có gì hết với mình á, thì thôi em sẽ không nhắn nữa. Nên là em bỏ cái sim vào, em nhắn tin được một ngày. Xong mà thầy em... có trả lời không? Anh, có trả lời, anh có trả lời được vài tin. Cả ngày luôn. Dạ đúng rồi, xong rồi em tắt. Xong rồi em rút sim ra thì em tắt luôn. Để coi vài ngày sau có trả lời lại hay không. Ở trong suốt mấy ngày. Bà chơi chiêu đó. Mới lớp 9, lớp 10 vậy đó. Sợ chưa? Không, em mới bỏ sim vào. Là em thấy lại tin nhắn là My beautiful angel gì đó. Giống như là giống như là em sao rồi? Sao dạo này không mấy hôm nay không thấy? Không, thật ra thì lúc đó em trả lời là tại vì điện thoại em hết tiền. Em không sĩ diện á, đúng rồi, đúng rồi chị, là thì em mới bảo là em hết tiền, em đợi tới ngày khuyến mãi gấp đôi nạp cạn em mới nạp vào đấy. Em nhắn, vừa nhắn xong 5 phút là em thấy điện thoại của em có tiền vào, có 50.000 rồi đó, nạp 50.000 vào là ảnh nạp vô cho em. Cái giai đoạn đó có khi nào bị phụ huynh bắt gặp không? Tại vì ảnh hồi xưa ảnh quen em á, là giống như ảnh chăm như là chăm con vậy á. Dạ, sáng ảnh đưa em đi học rồi chiều ảnh đưa em về, tại vì hồi đó em đi học rất là xa. Nhà em ở dưới khu công nghiệp Bông Trang á, anh Thụ biết chỗ đó không? Biết ở Bình Chánh. Ở Bình Chánh. Nhưng mà em đi học là em học ở quận Nhất, Vincom, Đồng Khởi á. Trời, sao sai như vậy? Dạ thì một lần em đi là 45-50 phút. Học gì? Học trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Trường chuyên Trần Đại Nghĩa thì đúng rồi, gần Vincom. Dạ, đối diện Vincom. Dạ thì em đi từ đó đi lên đó học, thì anh thấy tội quá thì mới nói thôi để anh chở em đi. Thì em mới hẹn ở một cái chỗ bán cơm sườn đó, rồi từ ngày nào cũng mua cơm cho em ăn cơm xong rồi ăn cơm sườn xong rồi đi đó. Dạ, ăn cơm xong rồi đi. Nhưng mà mỗi lần mà anh chở đi như vậy á, đến trường á mà các bạn bè gặp á, dạ đó, thì em có một cái rất là có một cái nó rất là mắc cười, tại vì hồi xưa là có người yêu như em trong cái giai đoạn đó là rất là sớm và rất là kỳ cục. Do là bạn của em mà học ở trường chuyên thì mấy bạn khờ lắm, mấy bạn ngây thơ lắm. Mà mấy bạn thấy em giống như có người yêu, giống như là em có chồng tới nơi vậy á, nó kỳ lắm. Sinh vật lạ. Dạ đúng rồi, sinh vật lạ. Cái này là giấu hả? Dạ thì em cũng không có nói, nhưng mà em cũng, mấy bạn cũng biết. Thì có một cái câu hỏi của bạn em không biết nên vui hay nên buồn. Đó là bạn em vô tình thấy anh Khải này chở em đi về, thì mới đi ngang qua. Thì hôm sau bạn nói là ê hôm qua tao thấy ba mày chở mày về á, công nhận ba mày đẹp trai ghê luôn. Ê hôm qua tao thấy ba mày chở mày về á, công nhận ba mày đẹp trai ghê luôn. Tin quá vậy? Dạ. Em không biết. Rồi bạn ứng sao? Thì em lơ luôn. Xịt keo. Mà tại vì lúc đó là Khải hơn 9 tuổi lận. Dạ, hơn 9 tuổi. Gần một thập kỹ đó. Ồ, chứ không có giỡn đâu. Ảnh hồi xưa nhìn còn già hơn bây giờ nữa chị. Như vậy là lúc đó là khi mà Khải làm là Khải làm liền về cái thẩm mỹ chưa, hay là Khải làm bác sĩ? Dạ, lúc đó vẫn còn là bác sĩ. Dạ, đang bác sĩ khám bệnh. Dạ, chưa có học chuyên khoa. Chưa qua thẩm mỹ đúng không? Dạ, chưa. Bao lâu thì mới là qua chuyển qua cái sau 3 năm á, lúc mà cổ bắt đầu chuẩn bị mà thi đại học á thì em đi Mỹ thời gian. Rồi sau em về em làm bác sĩ thẩm mỹ. Dạ. Rồi mỗi lần mà chồng làm về những cái ví dụ như là làm, tại vì thường thẩm mỹ là mấy cô đi làm đẹp thôi đúng không? Dạ. Rồi ghen không? Em thì cái giai đoạn mà khó khăn nhất của hai đứa em á, em nghĩ là cái giai đoạn mà ảnh bắt đầu ảnh đi làm, xong rồi em bắt đầu em đi học đại học. Thì từ cấp 3 lên đại học á là cái môi trường nó hoàn toàn khác luôn, như là đang dính nhau như sam vậy á, rồi chở đi chở về liên tục. Thì tự nhiên bắt đầu đi làm là bắt đầu thay đổi chị, thì nó sẽ có những cái mối quan hệ khác ở đồng nghiệp này, thấy đồng nghiệp hấp dẫn lắm rồi. Đi ăn đi chơi đi nhậu đi liên hoan suốt. Ở trong khoa của ảnh á, là khoa ở trong bệnh viện á, thì sẽ có nhiều cô điều dưỡng y tá rồi này kia, thì em cũng họ nổi tiếng là cũng thuộc dạng ghen á. Thì có một hôm em vào em xách cơm vào cho, nhưng mà em gọi điện thoại hoài không bắt máy, trắng tin hoài không trả lời luôn. Em xách hộp cơm lên tới tận khoa luôn, thì em thấy là đang ngồi cắm bông cắm hoa với cái cô nào á, chứ không phải là đang làm việc. Xong em thả bịch cơm xuống ngay cái giữa cái khoa đó rồi em bỏ về luôn. Thì thành ra mặt đó. Dạ giống như dằn mặt vậy á, chứ bây giờ em tức quá mà. Sau đó bị dằn một cái gầu mên xuống, xong lúc đó là em có linh cảm là chuyện nó sắp tới rồi. Dạ cái đó gặp hoài giống vậy. Anh không thèm mà chạy, chứ mà mình nghĩ là mình bỏ xuống đúng không? Thì giống như trong phim là phải chạy theo rồi nắm tay lại hay là rồi em ơi anh không phải vậy đâu. Không. Ảnh ngồi trong đó rồi em đi về, rồi em về luôn. Không hề nhắn tin, không hề gọi điện lại, cũng không ấy luôn. Thì em thấy cái chuyện bình thường. Dạ không, cái chuyện này em thấy cũng bình thường, thì mình nghĩ là không có gì hết. Coi như tụi em yêu nhau là mấy năm thì lấy ta? Yêu nhau 7 năm. Wow. Từ 2010 tới 2016. 16, cuối 2016. Cưới nhau tới giờ rồi. Cô này có, dạ, xong rồi học năm 3 là cưới á. Là được mấy năm rồi? Cưới nhau từ 2016 đến 2023. Đó là 77 là 14 năm. Dạ. Từ yêu cho đến
từ yêu nhau cho đến bây giờ là 14 năm. Dạ, 14. Bây giờ mình tới cái phần kia luôn đi. Cái phần đúng rồi, 14 năm với nhau, em đúng nghĩ không? Là chắc không có tật xấu gì đâu chị ơi. Với lại là bác sĩ nữa làm sao không có tật xấu. Thì phải hỏi người ta mới biết. Đây này, bây giờ để hỏi Khải trước. Nãy giờ bác Khải là hơi bị kiệm lời. Là em kể luôn cái tật xấu của vợ em đi. Có cái tật gì mà em cảm thấy em chưa hài lòng nè? Thứ nhất là hay quên, đã đi trễ đưa con đi học trễ rồi. Em hỏi là cái thẻ để, tại vì vô trường nó phải có cái thẻ phụ huynh mới đi vô được, đưa được. Hỏi là em ơi cái thẻ này ở dưới xe phải không? Em nói có, dạ có. Nhưng mà khi mà xuống xe xong đi á, gần nửa đường hỏi thì nói là ủa thẻ đâu em, cái nói em kiếm lại thử coi, để trên nhà không có đưa cho em à. Nên là tại cái chuyện đó mình bức xúc lắm, mình tức mà hỏi cổ, nói thì cổ lại trả lời dạ, nói là thì quên thì vô trường mà mượn đi chứ có gì đâu, quên còn ngăn được nữa. Dạ đúng không, không có tật gì nữa không, gì nữa nè. Nói chung là cổ lúc nào cũng ráng phải làm quá sức của mình, nên là cũng muốn là cổ bớt lại nhà vợ em bớt lại một chút, vì làm quá sức đôi khi mình vượt quá sức của mình thì nó có nghĩa là làm quá sức không biết quý trọng sức khỏe đúng không? Dạ. Bây giờ còn ghen không? Bây giờ thì em chỉ có sáng tới bệnh viện xong chiều về thì mọi cái camera ở bệnh viện đều mắt sống đều đi một cái là báo vô tin tin. Có nghĩa là kiểm soát em từ bệnh viện cho tới với tới nhà luôn đúng không? Dạ. Không anh mà làm cái gì hoặc là có bệnh nhân nào vào xin nắm tay chụp hình với bác sĩ là tụi nó nhắn cho em liền. 30 giây sau là thấy nhắn lại đây. Nắm tay rồi ha. Có nhà em ơi, bước ra khỏi nhà là định vị rồi. Điện thoại là bị định vị rồi. Vô tới bệnh viện là camera. Camera treo và camera thả đi bệnh viện luôn. Em nói luôn đi, giờ em muốn thay, muốn bạn vợ thay đổi cái gì nhà thì nói chung, để cho hoàn thiện hơn. Nói chung những cái, trong những cái mà thật xấu mà mình nghĩ thì hay quên thì cũng không có phải là vấn đề lớn. Nhưng mà cái chuyện nói nóng với con thì đôi khi không có giữ được bình tĩnh. Hay là đôi khi những cái lời nói nặng với con lại, đúng không? Thấy con nó buồn. Mà hỏi lại con có buồn không, nó không, con thương mẹ lắm. Nhưng mà mình cũng đã là đôi khi lời nói mà nói ra thì không có rút lại được, nên là đôi khi phải kiềm chế bớt, kiềm chế và kiểm soát lời nói với con rồi. Thì với con mình nó buồn rồi, tới bé mẹ ba con đó. Nghe nói là anh chị đã biết là anh rất là thương con rồi đúng không? Chồng em á thì được một cái là từ lúc đó, từ lúc quen tới giờ em cảm thấy là em không có một cái phần này gì về ảnh hết, mà lúc nào anh cũng tự tin là ảnh là cái người mà hiểu em nhất và ảnh là cái người phù hợp với em nhất. Kiểu như nhiều lúc cãi nhau á, ảnh bảo là em đi kiếm không có cái thằng nào mà nó chịu đựng nổi em như anh đâu. Chỉ có cái là thương con hơn thương em, mà em luôn nói á là anh ơi, cái người mà sau này về già ở với anh là em chứ không phải là mấy đứa con của anh đâu. Mà anh thương nó quá, vì nhiều khi hai vợ chồng á nha, em đã mang thai nè, rồi em đã sinh con nè, cũng không được nằm chồng với chồng nhiều, không được gần gũi nhiều. Mà ảnh nằm với em được một chút á là bỏ chạy qua bên phòng hai ba đứa nó ngủ với ba đứa nó. Rồi em tự nhiên nó giật mình mở mắt ra nhìn không thấy đâu hết, mà đêm nào cũng vậy hết trơn á, nằm với vợ một xíu, bỏ vợ ngủ một mình luôn, mong muốn luôn. Thế là mong muốn của em á là anh sẽ phải thương em nhiều và phải thể hiện tình cảm với vợ nhiều, tại vì tình cảm là nó phải mỗi ngày đúng không chị, chứ đúng đâu rồi. Phải là cứ cưới nhau về rồi là xem như là của nhau đâu. Nếu như mà tình cảm mà nó bớt đi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều thứ. Thì ảnh thương con quá, không quan tâm gì tới em hết. Nên là đôi lúc em cũng ghen với mấy đứa con em. Bây giờ em không ghen với người ngoài được nữa. Bây giờ nói thẳng luôn, em là ghen muốn với mấy đứa con em. Tức là mong muốn là đừng có bỏ em ngủ một mình nữa. Dạ. Đúng không? Phải quan tâm em nhiều hơn. Với phụ nữ thì cần phải được gọi là yêu thương, chăm sóc, cái sự quan tâm mà tinh thần. Em không cần cái gì hết. Đó. Dạ. Câu đó là câu trả lời lý do tại sao mà hay cáu gắt nổi điên với mấy đứa con đó. Dạ. Ghen đó em. Ghen đó. Ghen với con luôn á. Quá chính xác đó, luôn đó. Đúng không em? Quá chính xác đó. Chị lưu ý chút xíu về cái bạn vợ nói á. Nói đúng em. Dạ. Tại vì tụi nó còn nhỏ, mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ. Dạ. Thành ra là cái nhu cầu mà mình được bảo vệ á, nó còn nhiều quá trong người mình á. Cho nên là mình lúc nào mình cũng muốn là mình ấp ủ, mình bảo vệ cho con á. Dạ. Nhưng mà khi mà đúng rồi, em lớn lên chút xíu, em bằng chị đi, thì lúc đó là lời của bạn vợ em nói hoàn toàn chính xác. Khi mà con em bắt đầu có bạn á, bạn trai hoặc bạn gái, lúc đó là lúc nào nó muốn phòng riêng nè, nó muốn mọi thứ, đừng có can thiệp gì vô chuyện của nó hết trơn á. Nó rất là nhanh thôi, nó giống như 180 độ vậy đó. Và tiếp tục như vậy thì lúc đó mình sẽ cảm thấy rằng ô đúng, cái người mà sẽ đồng hành với mình cho đến lúc mà mình nhắm mắt xuôi tay là chỉ có vợ hoặc chồng của mình thôi. Trời ơi, cưng vợ quá à. Sợ vợ té hay sao vậy? Tôi nhìn thấy chú rể tôi có cảm giác giống như là hình như đã gặp ở đâu đâu rồi thì phải. À, nếu tụi nó không làm là bạn giống Lục Tiểu Linh Đồng. Đúng. Chính xác. Trời thiệt hay quá à. Em tên là Vũ Tài, 33 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Em tên là Thanh Ngọc, 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. À, nghĩa là lớn nhau 8 tuổi.
Rồi ấn tượng đầu tiên gặp nhau thì như thế nào? Đầu tiên thì em gặp cô ấy tại đám cưới của ông anh làm chung công ty. Thì ngồi bàn nói chuyện với lại mọi người trong bàn, thì mới ngước nhìn lên sân khấu thì mới thấy một cô bé mặc cái váy ngắn trên đầu gối. Nhìn xuống nữa thì thấy cái chân hơi dài dài. Cô bé mà váy ngắn chân dài đó, váy ngắn chân dài đó là ấn tượng đầu tiên của em đúng không? Ngược lại người vợ là ấn tượng người chồng cái gì nè? Đầu tiên thì nói chung em không ấn tượng ảnh gì hết á, tại vì mình đang đứng nói chuyện với ông chú, tự nhiên ảnh đâu ảnh đi tới lù lù đi tới, thì lúc đó đang mang giày cao gót nữa, thì anh này nhìn xuống, tự nhiên mình nhìn xuống mình thấy ảnh thấy trên đầu thì hói hói, tướng thì lùng lùng, nên thấy không có gì để ấn tượng, nên ảnh bò vô ghế ngồi nên em cũng không. Ủa em đặt né, 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 né cái chữ đầu tiên nghe, hói hói, né, 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 né đi. Tại vì nó sao gặp anh này có vẻ như hình như gặp anh đâu rồi, hình như là đồng, là đồng cảm tương lân hay sao. Sau đó thì ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em là người chủ động. Anh rồi. Xin số điện thoại em với nó là ba lần. Lần đầu tiên em không cho, lần thứ hai nhất định không cho, lần thứ ba sau đó thì có ông chú á, là ông sếp của ông xã bây giờ làm chung á, thì kêu là thằng này nó cũng tốt lắm con, nó cũng được lắm, thôi cho nó số điện thoại đại đi. Trong cái đám cưới đó luôn? Dạ đúng rồi. Trong thời gian đầu lần thứ ba mới quyết định cho số điện thoại. Sau đó về nhà thì lúc đó đi đám cưới về mệt quá, em đang nằm chuẩn bị ngủ thì lại có một cuộc điện thoại gọi tới, thì em cũng bắt máy lên, thì ảnh mới nói là alo anh nè, anh vừa xin số điện thoại của em nè. Lúc đó em xin lỗi anh lộn số rồi, cứ máy luôn. Rồi vẫn kiên trì chứ? Phải kiên trì. Tự vì là mình thấy gọi không được là cổ nói lộn số rồi, mà cổ mới cho mình nghĩ là kêu quá, thì mình quyết định là mình xin cái số điện thoại bàn, mình chơi chiêu chút xíu. Ủa mà sao có số điện thoại bàn? Đang mệt quá, mơ mơ màng màng á, tự nhiên anh gọi điện thoại, em cho anh xin số điện thoại bàn nhà em nha, cho luôn. Có nghĩa là bạn đang xe ke đúng không? Sáng thì em nhận được một tin nhắn, thì anh nè, anh hôm qua anh có xin số điện thoại bàn nhà em, anh có gọi vô điện thoại bàn em nhưng mà không phải em bắt máy, mà như là mẹ em bắt máy nên anh cúp máy rồi. Thì sáng đó cũng nghe mẹ có nói là đêm qua có thằng nào nó khùng khùng sao á, 2 giờ sáng nó gọi điện thoại nó phá máy nhà mình. Thì nghĩ ngay là anh ta chứ mày á, anh ta mới nhắn tin, cái tin nhắn nó còn một cái nữa là anh nói là tối nay anh gọi cho em nhớ bắt máy nha. Cái đầu tối đó em có gọi đợi điện thoại của ảnh cũng đúng 2 giờ mấy 3 giờ sáng gọi cho em xíu. Trời ơi 2-3 giờ sáng gọi chi mà cái giờ mà nghiệt ngã vậy? Giờ đi làm mới biết. Như là anh ấy cứ nghĩ rằng khi anh ấy làm là mọi người đều thức giống như anh ấy cả. Và ngay cuộc điện thoại đầu tiên là rủ đi uống cà phê. Gì à? Rồi em có chấp nhận không? Có, tại vì em chấp nhận đi, rồi mất công đi với ảnh tôi nói cho ảnh biết để tối anh khỏi gọi cho nhà mình nữa. Nói tóm lại là em bị khủng bố quá, em đi cho rồi đó. Vô cà phê ổng làm gì? Đi cà phê thì mới thấy ảnh lãng xẹt vô, thì kêu 2 ly nước ra, ảnh ngỏ uống hết ly nước của ảnh, anh không có mời em. Cái uống xong mình quay qua thấy anh đang ngồi ngủ. Ngồi ngủ gì nè. Em mới hỏi là ủa anh sao anh nói chuyện với em mà anh nhắm mắt anh ngủ vậy? Anh vừa nhắm mắt anh vừa trả lời không, em cứ nói đi, em cứ nói bình thường đi. Anh nghe mà ở nhà bà nội anh cũng vừa ngủ thì nói chuyện với anh vậy á. Trời ơi. Rồi tôi chưa thấy một người đàn ông nào đi cua ghệ mà vô quán cà phê mà nhìn mặt cái người bạn gái mình mà ngủ gà ngủ gật kiểu đó. Em hỏi là bộ em nói chuyện chán lắm không đấy? Cũng hơi chán chán. Ông công nhận thật tình thiệt. Nói thẳng luôn vậy đó. Lúc em nghĩ sao? Em nghĩ cái ông này cũng lạ lạ kỳ kỳ. Nhưng mà nói chuyện lúc nào cũng nói thẳng vô vấn đề, có cả yêu đương cũng nói thẳng vô vấn đề vậy. Không lẽ có thẳng là ê yêu không? Dạ không, cũng hết đến nỗi vậy. Anh mới nói là ủa anh chưa có bạn gái thì em chưa có bạn trai thì hai đứa mình quen nhau đi. Nhưng mà anh hỏi trước chứ trước đây em có quen ai chưa? Cái em kêu là trước đây em cũng có một quen một người. Cái anh kêu là vậy chứ hai người có cái gì chưa? Có tiếng xa hơn chưa? Nói đi để có gì anh biết, để anh ví dụ như mà anh tránh được thì anh tránh, không tránh được thì anh tới luôn. Ví dụ xảy ra rồi sao? Không nếu mà xảy ra rồi thì để mình biết đường, để mình còn phải là rút đúng không? Mình rút. Em cầu hôn vợ của em bao lâu thì đến 6 tháng. Anh cũng chưa muốn hỏi cưới em đâu. Ủa sao kỳ vậy? Dạ cũng do cái dịp về Bến Tre chơi gia đình ảnh á, nghĩ là lên là sẽ hỏi cưới, nhưng mà lên thì ảnh lại im, ảnh không hỏi cưới thì cha cứ sợ là chắc thằng này nó lừa con mình hay sao á, nên không cho vô nhà chơi. Thì bữa đó hai đứa trốn đi chơi, em cũng nói với ảnh là giờ cha nói gì đó gì không cho quen nữa, vậy chứ anh có muốn cưới em không? Cái ông kêu là có. Cái em nói vậy thôi sao giờ anh không cưới em đi? Cái ông kêu là giờ vàng lên quá không có tiền cưới. Cái xong cái em mới nói là
Ông mà để lâu quá vàng lên nữa là anh khỏi cưới luôn. Suy nghĩ chắc có lý hay sao. Ông về cái qua ngày sau cái ông gọi điện thoại cho em. Cái ông kêu là ừ, em ơi khoảng tuần sau ba anh bước qua hỏi nha. Thì ra sợ vàng lên nên cưới gấp. Có nghĩa là chị hiểu rằng á là em rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề tìm hiểu và đi đến hôn nhân, đúng không? Yeah. Mọi chuyện đối với em là phải hoàn hảo tất tần tật mọi thứ. Thế thì sau khi mà cưới rồi á, cái điều mà em thấy bất ngờ ngạc nhiên về vợ em là cái gì? Rất là bạo lực. Là sao không? Là không sao? Ngủ sao? Cụ thể là khi mà mỗi lần mà em đi nhậu về đó thì hay là đánh nguội. Đánh nguội hả? Ủa đánh nguội là sao Thuận? Đánh nguội. Giáo là em đánh hơn vậy. Trời. Ví dụ như một cái trận đánh nguội của em nói với anh nè. Chồng em sống về đêm. À. Đi nhậu về đêm không à, khoảng 12 giờ mới về. Vừa về em đóng cửa, em đâu cho vô đâu. Cái xong gõ cửa, vừa mở cửa ra em hút một phát một cái văng xuống hai cục. Văng xuống tầng. Cầu thang. Trời đánh nguội ác vậy. Bạn có thể diễn tả được cái cảnh mà bạn bị đánh nguội là sao? Đồng ý không nào? Cảnh nó canh tụ quá. Thử đứng lên đi. Đó. Đứng lên đi. Trời ơi, vợ nó chủ động gì quá hay rồi, đúng không nào? Đứng lên. Để cho mọi người học đó, hỏi. Đúng rồi. Vậy. Đâu đánh người ta đâu. Vụ gì đang đứng vậy? Trời ơi. Cái đâu mà đánh người nó mà đạp lộ liễu. Chị mà như em á là chị không có dám đi nhậu nữa đâu. Chị cực khổ về bị quýnh nguội hoài. Rồi quýnh là sao? Rồi nằm đó luôn hay là sao? Lăn xuống rồi. Dạ, ổng ngồi đó xong ổng mở cửa kia. Ôm ơi mở cửa. Cái xong cái em mở cửa cho ổng vô. Thì ổng vô, ổng đang nằm ngủ á. Ổng đang nằm ngủ cái em tức quá, em không nói chuyện được. Em quất phát vô mặt hai cái. Xong cái ổng vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn của em với bà xã sao? Mong muốn của em á là dịu dàng hơn. Là không còn đánh chồng trong lúc mà chồng nhậu. cái thứ hai nữa là kỹ hơn trong cái làm việc hàng ngày. Ảnh nói là em không có kỹ tính nhưng mà thật ra là do ảnh quá kỹ nên ảnh mới thấy em không kỹ mà. À. Ừ. Giống như em rửa chén xong cái anh kêu em mở đèn lên coi chén còn dơ không, cái anh lấy cái tay anh vuốt cái đít chén cái anh kêu nè anh chưa vô tay em á còn dầu này rửa lại đi, cái anh kêu thôi anh đi rửa đi. Nói là em lau nhà xong cái anh kêu trời ơi lau nhà gì bụi không mà, cái ảnh lại cái ảnh kêu thôi đưa đây để anh lau cho. Phơi đồ cũng vậy nữa. Phơi đồ cái em lấy em phơi đồ em giặt đồ xem em phơi, cái ảnh kêu thôi được rồi đưa đây để anh phơi cho, không ai phơi đồ sạch bằng, không ai phơi đồ khô bằng anh. Cái em nói ừ thôi anh làm luôn đi. Là từ đó về sau là ba cái việc đó là ảnh sẽ làm. Mình nói đây là nói với tính cách là để mà dạng như khắc phục, ví dụ như là mình phải làm cho nó tốt. Dạ. Đâu có ai chê em giữa chén dơ, đâu có mình ảnh chê em giữa chén dơ. Còn cô vợ? Còn em thì đầu tiên là em muốn ảnh là không nhậu nữa, bớt keo kiệt lại. Có một cái ảnh keo kiệt lắm. Keo kiệt? Phải không? Với gì? Với vợ hả? Dạ đúng rồi. Đầu là ảnh xin xuống bàn em là em cũng nghĩ là không đến nổi đâu nha. Nhưng mà khi mà cưới về em còn phát hiện hơn nữa. Vừa cưới về, trước khi cưới thì ảnh kêu là ở đám cưới xong anh sẽ dẫn em đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đó. Cái tới chừng cưới xong cái em nói ủa anh cưới xong rồi mình đi đâu? Ảnh kêu đi cái gì? Trời ơi, giờ đi tốn tiền tốn kém chẳng được gì hết trơn, mệt người thêm. Ở nhà cháu khỏe. Có khi nào là tiết kiệm không? Có khi nào là tiết kiệm không? Sao em không nghĩ đó là tiết kiệm mà là nghĩ là keo kiệt? Như là ảnh mà muốn đi ăn á, cái gì mà ảnh rất là thích ăn, ảnh tìm mọi quán cái nào cũng được á, ảnh kêu em đi ăn cái này nha, mấy trăm một phần cái gì đó thì ảnh cũng ăn. Nhưng mà mua đồ cho em hả này cho con em, cái ảnh kêu trời có nhiều quá mà mua làm chi nữa, đâu có xài đâu. Hoặc là ảnh mà cái gì về bản thân ảnh là lúc nào ảnh cũng rất là phóng khoáng. Đó. Ồ. Rồi đúng không vậy, sao cười tủm tỉm vậy ông? không có đúng lắm thì cái ăn uống thì cũng là chung gia đình thôi. Là cái chung của gia đình chứ đâu có phải bản thân. Cái thứ hai nữa là về cái mua sắm quần áo, giày dép gì đó thì thực sự nhiều quá thì có mang cái tính lãng phí đúng không? Tức là trong đầu em nghĩ là em tiết kiệm cho gia đình chứ đâu phải nghĩ keo kiệt. Theo em á thì như vậy là keo kiệt hay là tiết kiệm? Một phần cũng có thể là do bạn tiết kiệm mà bạn tiết kiệm quá mức ha. Đôi khi cũng phải tặng vợ mình một món quà gì đó. Một năm như vậy thì cho hoa gì đâu. Một năm vậy thì em tặng quà vợ em bao nhiêu lần? Thì thường thì tặng chỉ một lần trong cái ngày sinh nhật của vợ. À tức là một năm là một lần thôi. Trong khi là một năm là chúng ta có quá nhiều ngày lễ. Lễ tình nhân nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3 nè, rồi 20 tháng 10 phải không? 20 tháng 10 nữa. 20 tháng 10 bỏ đi. Kỷ niệm ngày cưới nè. Kỷ niệm ngày cưới nè. Rồi bây giờ lấy 3 ngày thôi chịu không? Lễ tình yêu nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3. Chịu không?
cũng từ 1 mà lên tới 3 rồi đó. Vậy bây giờ chỉ có được ngày sinh nhật hơn còn mấy ngày kia thì bây giờ chị mới đăng deal nè, đăng deal giá cho em nè. Deal đó, deal. Bây giờ 3 lần trong 1 năm em chịu không? Được, sắp sửa tới. Em sao? Thôi em giảm xuống còn 2 đi. Thôi 3 đi, 3 đi, cái đó là 5 đó, tăng đi là 5 đó. Mà bớt cho em 2 đó. 3 lần đi. Đủ đúng không? Đó, còn em á, 1 tuần được 1 ngày nhậu. 1 tuần được ngày nhậu chứ em nhậu 24 giờ luôn á. Không, em cho tiếng chứ. Sao em được không? Lục Tiểu Linh Đồng cười không? Được, được phải không? Em nhậu làm sao mà về em vẫn biết là vợ em chuẩn bị quýnh em để mà em thủ thế. Đó, đó là nhậu sao mà có kiểm soát. Có kiểm soát đó, đúng không em? Thôi, thôi, phải, phải thể hiện không, đi chứ. Nhưng mà riêng cặp này là nãy đánh rồi, bây giờ phải ôm đó. Mới được, mới quề được, đúng không? Đúng không? Tại vì đạp cái quá mạng mà. Đó, bây giờ là phải ôm, xiết. Hồi nãy đạp cái quá mạng thì giờ phải ôm cái quá tình cảm. Đó, mọi người giơ tay nào, ôm đi, ôm đi. Không ôm. Trời ơi, đau quá. Nãy em đau quá, em ôm cho bớt đau xíu. Rồi. Rồi, xin cảm ơn. Wow. Hai vợ chồng có gương mặt giống nhau quá. Dạ. Có ai nói hai chồng giống nhau không? Dạ, ai cũng nói hả? Dạ. Rất là phu thê. Chúc mừng năm mới nghe. Rồi. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên thì tụi con xin phép gửi lời chào đến cô chú cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Và nhân dịp năm mới thì tụi con kính chúc cô chú bạn cũng như là quý vị khán giả một năm bạn sự như ý, làm ăn phát tài. Trời ơi, cảm ơn con. Thích quá, thích quá. Con tên là Mỹ Hân, hiện tại thì con là năm nay 25 tuổi. Công việc của con là nhân viên văn phòng trong ngành truyền thông quảng cáo. Bên cạnh đó thì con cũng đang kinh doanh khô bò online cùng với gia đình. Chút nữa nhớ cho số điện thoại nha. Ai cũng kinh doanh online hết trơn hết trọi. Không, em không có kinh doanh online đâu á. Chị nghĩ em hợp với cái sản phẩm gì để chị? Để năm nay em làm cái thuốc rụng tóc. Thuốc rụng tóc. Ai mà tóc nhiều quá uống vô cho rụng bớt. Rụng bớt. Trời ác ghê luôn vậy đó. Làm gì có thuốc rụng tóc. Rồi, chào Mỹ Hân. Dạ. Rồi mời. Dạ. Để con á. Dạ, lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến chú Thuận, cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả được xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, con tên là Bảo Long, năm nay con 26 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp của con là con làm cảnh sát. Rồi bây giờ cảnh sát. Giấu cái dây đi giùm chú. Rồi. Dạ, giấu rồi. Rồi, ok, giấu rồi. Rồi, con làm cảnh sát nha. Rồi, con... nói lại. Con Bảo Long 26 tuổi, nói lại. 2, 3. Dạ, con tên là Bảo Long, năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con đang làm cảnh sát. Cảnh sát là ở quận nào? Dạ, hôm nay làm ở huyện Bình Chánh. Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Ờ, nhưng mà cảnh sát hình sự hay là cảnh sát hình sự. Hình sự. Nó hình sự đó. Trời sao mặt gì hình sự. Nhưng mà cái lỗ mũi này giàu lắm nè. Ừ. Có khi nào mà đang làm cái chuyện qua kinh doanh á thì đó. Hoặc là cũng kinh doanh khô bò. Vợ kinh doanh khô bò thiệt á. Chắc nhờ lỗ mũi giàu lắm á, thiệt luôn. Trời. Nó nghe nè, vậy là cái lần đầu tiên gặp nhau chắc là chắc đang vi phạm một cái lỗi gì đó. Dạ. Kinh doanh khô bò có gì đâu bắt người ta mà vi phạm. Nó cười hả con? Không hả? Phải đi trên đường. Đi trên đường. Ủa cái này ta cảnh sát hình sự mà liên quan tới chuyện đi trên đường. Biết đâu chừng cái ngày đó là cái này là phải cứu, ví dụ phải như cứu. Là mỹ nhân đang đi ngoài đường. Đi giao khô bò. Gặp bọn cướp. Hiểu không? Gặp bọn cướp rồi cái anh này anh đang đi vậy. Cái là bắt đầu anh mới cứu cổ. Đúng không? Cái cổ anh hình sự mà. Sự nhiên vô duyên tự nhiên đi. Cứu cổ bắt đầu cái sấm sét ái tình nổ ra là yêu nhau. Hay quá, có thể xảy ra. Đi giao khu bò, đúng không? Đúng không? Hai đứa quen nhau trong trường hợp đó đúng không? Dạ không đúng. Gần thôi, đúng. Hai chị em gần đừng... đúng kìa. Gần đúng hả? Đó, vậy đâu, là đâu, à đâu, như đâu vậy là coi. Để em đoán. Ừ. Ông này bữa đó là đang trực với anh em trong đơn vị. Thế là ngày hôm đó thèm khu bò quá. Thế là mới kinh doanh khu bò là sau này thôi. Không. Còn cái này là gia đình kinh doanh. Biết rồi, nhưng mà cái đợt đang làm nhân viên truyền thông. Văn phòng trong truyền thông thì đó là nó trên đường nó đi, bữa đó là có event mặc đồ đẹp. Event mặc đồ đẹp. Nữa hả? Nhìn sexy, nhìn rất là đẹp. Rồi mới là có cái gọi là nó chiêu chọc. Phải không? Thiệt. Trời ơi, sao mà đoán rồi, gì đâu mà xa vời quý vị. Anh này anh mới thấy vậy. Không, hay nè, có như là đang trùng cơ quan thèm khô bò. Đặt online gọn bé thì giao nhỏ đẹp quá cua luôn. Đúng không? Không có đúng hả con? Đúng không? Dạ không, chưa đúng. Thôi không, đúng. Mệt quá. Thôi để hai con đứa nói kể đi. Con nói đi làm sao hai nè. Đứa sao quen nhau nè. Sao mà gần đúng nè. Em kể đi. Dạ thời điểm đó là lúc đó con còn là sinh viên. Thì con có kinh doanh, con rất là thích kinh doanh. Nên từ lúc con sinh viên là con đã mở một cái quán ăn. Thì tình cờ thì hôm đó thì anh này đến ăn.
Thì anh này lần đầu tiên xuất hiện thì đó giờ con đều nghe mọi người nói là sẽ gặp một cái người nào đó giống như tiếng sét ái tình đó cô chú. Thì lần đầu tiên con gặp ông này là con cảm thấy giống như là sét luôn. Dạ con thích luôn. Vậy là cô đúng cái phần sau. Hai đứa gặp nhau một cái là chí tiếng điện chặt. Sẹt điện. Thì em cũng đoán là liên quan tới món ăn đó. Ủa nhưng mà là con mở cái quán ăn vặt hả? Dạ lúc đó con bán nem nướng chả lụi á cô chú. Wow. Dạ. Không vô không ăn. Dạ đúng rồi. Là con thích liền luôn. Dạ con. Ngay cái giây phút đầu tiên em con đang nướng. Con đang nướng. Cái con nhìn lên con thấy. Rồi. Thích rồi con làm sao? Mà con có sắm xếp thích liền không? Con có thích liền không? Con thích bao không? Dạ có. Tức là lúc đang còn nướng. Là hai đứa là gặp nhau là thích nhau liền vậy đó hả? Ủa, vậy hả? Dạ. Ủa vui quá ha, dễ thương ăn nhiều không? Rồi bữa đó con có tính tiền đó không? Dạ có tính luôn. Con tính tiền bình thường nhưng mà vui ở một chỗ là khi mà con thích, con gặp anh này á thì con tỷ quán của con là đưa menu ra xong rồi khách chọn rồi mới gửi lại cho quầy để bắt đầu làm. Thì ông này á ngoài cái việc mà ông chọn thì ông còn vẽ hình này hình kia. Vẽ nữa hả? Vẽ mấy con này con nọ, vẽ trái tim đồ này kia. Ủa mà sao tự nhiên cầm viết ta vẽ vậy? Thích mà, thích nhỏ này. Vô là thích liền rồi. Cho nên kêu là gửi trái tim. Đó, gửi rồi trái sao? Tim. Xong rồi cái con tưởng là lúc đó là con nghĩ là trời ông này đang thả thính mình. Chắc cái xong rồi cái con mới nhìn để ý ông này ăn hết một cái phần ăn rồi mà chưa chịu về. Cứ ngồi đó mấy tiếng đồng hồ. Gì? Ngồi tới mấy tiếng? Dạ đúng rồi. Ở đó bộ canh bắt tội phạm. Thì anh thì cứ ngồi hoài, con mới nói ủa ông này chắc đang cua mình hay gì. Mà xong cái những ngày sau đó thì cứ đúng là cái khung giờ là 4-5 giờ là cái giờ tụi con dọn hàng á. Thì ông này chạy chiếc xe Sachi á cô chú. Thì chiếc xe đó là tay côn. Là xe nẹt bô đó phải không? Dạ đúng rồi. Chạy ngang qua cái quán là nẹt bô. Cứ nẹt bô liên tục một tháng trời xong rồi. Những cái cô người, những cái người xung quanh bán hàng ở đó người ta nói. Mới đi qua nói con Hân ơi Hân, hình như cái thằng công an đang gù con đúng không? Mà con kêu nó đừng có nẹt bô đúng không vậy? Là anh là như là bà con đó là biết là ổng là công an đúng không? Dạ đúng rồi. Những cái người mà bán hàng xung quanh đó là tại ông này rất là ông này nổi tiếng ở khu đó, tại hay ra đó ăn đàn ông mà rất là thích ăn vặt. Nên ra ngoài đó là quán nào cũng biết ông này hết. Ê cái ngày Long, dạ. Thì sao lý do gì ví dụ mình muốn chinh phục những người đẹp thì mình thấy nói mình đi sao mình nẹt mình bô? Nói đúng sao rồi. Tự nhiên đẹp bô là sao vậy? Dạ con cũng không biết sao. Tạo chú ý đó. Ủa nhưng mà con thích, con cố tình con làm vậy để cho Hân nó để ý con đúng không hay sao hay dạ. Sao mà con cứ đi ngang con nẹt bô? Dạ chắc con làm giống như tiếng sét cái tình chút chút. Ủa nhưng mà con nẹt bô nhưng mà con có tắp vô ngang không? Dạ có lúc qua tắp vô nữa. Lúc thì đi luôn, lúc thì tắp vô. Nhưng mà cái bữa đầu tiên mắc thì con ngồi chỉ mấy tiếng đồng hồ vậy? Không, ngồi mấy tiếng đồng hồ á, ăn xong rồi còn ngồi lại làm chi? Dạ tại con thấy vợ con đẹp quá. Ngồi ngắm vậy đó hả? Đúng nhìn mắt thôi. Đúng gu luôn. Dạ. Rồi cứ ngồi đó ngắm vậy đó. Ủa cái gu của con là gu gì? Dạ. Không nói đi. Nói phải nói bằng dạ, tướng tá là sao rồi, mặt mày sao, tính tình sao, gu con là... Dạ là người phụ nữ biết kinh doanh, biết làm ăn rồi nói chuyện lịch sự lễ phép. Hình dáng dạ. Sao hình dáng thì cũng quan trọng lắm tại bạn đẹp sẵn. Ừ. Vậy là gu con là da trắng đúng không? Ừ. Con phải là da trắng nè, đôi mắt đẹp đúng không, mũi đẹp nè, nó có nụ cười xinh đúng không? Dạ. Bao nhiêu cái đẹp là ông mong muốn hết rồi đó. rồi bao lâu thì mới tỏ tình với bạn? Rồi con có kêu đựng nẹt bô không? Con có gặp con kêu đựng nẹt bô như là bà con cái nguyện vọng của bà con? Có, con nói là ở đây bà con bán vốn quá, sao anh nẹt bô hoài vậy? Anh chạy xe bình thường đi. Rồi ông trả lời sao? Ông này đỡ anh, thôi vậy nữa anh bóp kèn. Trời ơi. Ủa nhưng mà là ngày đầu tiên là hai đứa có cho nhau số điện thoại không? Dạ thời điểm đó chỉ hỏi tên thôi. Ừ. Chưa có cho số điện thoại. Rồi bao lâu thì bao mới... Lâu? Khoảng 2-3 ngày nữa. 2-3 ngày nữa tụi con mới trên Facebook nhau. Ừ. Yeah. Rồi xong rồi được chừng nào con mới rủ con bé Hân đi chơi? Ừ. Chắc cũng tầm tháng à. Tháng. Dạ, gần tháng. Rồi bữa đó chịu. Con rủ. Ừ, bữa đó con rủ chịu, sao? Rồi nó chịu bỏ cái quầy thịt nướng đó mà nó đi chơi con không? Dạ chịu. Nghe ngày rằm. Cũng canh nghe ngày rằm chứ bộ. Ngày rằm nó nghỉ ba. Sao? Rồi con rủ sao? Kể con nghe coi. Nay rằm thôi, tụi mình hẹn hò đi. Mà hẹn hò tụi con ngày hẹn hò đầu tiên đi chùa. Ừ. Đi chùa hẹn hò trong đó. Ừ. Dạ. Rồi sao nữa?
thì vợ con cũng thích ở trong đi chùa đi viếng này nọ. Thì tụi con mới bắt đầu hẹn hò nhau. Mỗi lần tay không? Mỗi lần lắm là. Dạ chưa. Nhưng mà bữa đó là bắt đầu mới đi riêng, hẹn hò riêng thì là coi như là con còn lắm hơn nữa đúng không? Còn thấy yêu hơn nữa đúng không? Lại gần sát. Đúng không? Còn con cũng vậy đúng không? Bữa đó là coi như là rớt luôn á. Dạ. Thấy không? Bình thường thì chồng con á mặc đồ, tại vì với cái nghề nghiệp của ảnh á thì ảnh mặc đồ rất là xòe xòa, hoặc là mặc như là mặc đồ rap, mặc đồ gô Việt, mặc mấy cái đồ shipper á. Cái tới khi đi chơi thì anh này lên đồ nhìn đẹp trai quá. Con khoái nữa. Khoái nữa đúng không? Hai đứa đều thích nhau nữa. Đó, cái độ cấp độ nó tăng lên á. Rồi sao, rồi bao lâu á thì là giới thiệu cho gia đình biết. Chính thức quen nhau á. Dạ thì tụi con á là bữa đó là cái sau khi mà đi chùa, có kể chút xíu là lúc mà đi chùa á thì anh này chia sẻ với con là anh này đi chùa bà luôn, là đi chùa thì cũng cầu xin có một người yêu, một người vợ như vậy. Thì ngay ngày con hỏi là ngay cái ngày mà anh đó cầu á thì cái ngày đó cũng là ngày con đi chùa, nhưng mà con đi ở một cái chùa khác, con cũng cầu nguyện vọng vậy luôn. Hôm nay nó sinh ra là để dành cho nhau nha trời. Nên tâm linh rồi, cái con mới nói ra này, khi nào tụi mình làm vợ chồng không? Hay là hôm nào anh dắt em ra mắt mẹ anh đi? Xong rồi anh này mới nói ok em, không có thành vấn đề, nhưng mà tại vì anh đang sắp chuyển công tác nên anh phải đi học thêm 2 năm nữa, thì em có chấp nhận là yêu xa không? Thì lúc đó con mới nói yêu xa là yêu làm sao? Nói là anh sẽ đi học tới cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì anh mới có được dù mới cho về. Thì em thấy làm sao? Nói em thấy bình thường mà, có gì đâu, bình thường em cũng đi bán không mà đâu có thời gian đâu đi chơi với anh. Cái hai đứa con mới bắt đầu là tiến tới, rồi anh này mới bắt đầu là giới thiệu con với mẹ. Thì lần đầu tiên tụi con gặp mẹ chồng con á cũng là lúc ba mẹ con đi chùa. Gặp ở trong chơi là ba mẹ, là chồng con chở con với mẹ chồng con đi chùa luôn gặp. Dạ. Rồi mẹ sao chùa gặp rồi mẹ có là hai mẹ con có ưng nhau liền không đó. Dạ trước khi mà con gặp má chồng con á thì là chồng con có nói về mẹ chồng con rất là nhiều. Lúc đó thì con rất là ngưỡng mộ một người phụ nữ quá giỏi cũng như là quá đảm trong cái công việc, rồi nên con cũng ngưỡng mộ, nhưng mà cũng bên cạnh đó cũng hơi lo lắng sợ, tại vì những người giỏi như vậy thì họ sẽ rất là khó. Cái khi mà con tiếp xúc với lại má chồng con á thì trên sau cái buổi đi chùa đó về thì anh này mới nói là em ơi, mai mốt em bớt lanh lại đi, tại vì hình như mẹ sợ em ăn hiếp anh. Mà về nhà mẹ có nói không? Mẹ có nói là con bé này nó lanh quá rồi, chừng nó ăn hiếp mày á. Dạ, có đúng không? Lanh quá. Rồi con có thay đổi không? Dạ không, con vẫn như vậy. Nó buôn bán mà. Người ta dân làm ăn buôn bán mà. Nhưng mà thường á là khi làm vợ của công an á là xét về lý lịch dữ lắm đó đúng không? Dạ đúng. Đúng thì rồi. Là có nghĩa là ý cô hỏi vậy là để giống như là tụi con qua được cái ải đó không? Có nghĩa là gia đình mọi thứ đều có đủ chuẩn hết đúng không? Dạ. Chuẩn hết rồi mới đăng ký kết hôn được. Đúng rồi, đó. Dạ. Rồi, bây giờ nè, hỏi tới cái này nè. Rồi trong cái giai đoạn quen nhau vậy á, bà có ghen không? Dạ con thì ít ghen, có con ghen nhiều. Con ghen hả? Đó. Ghen có nào mà thể hiện. Ghen sao? Con sẽ kể cho cô chú nghe, có một cái kỷ niệm này con sẽ nhớ suốt cuộc đời này. Là ngày hôm đó, thời điểm đó tụi con chỉ là quen nhau thôi, chưa có tính tới, nói chung là sắp chuẩn bị cưới nhau, chuẩn bị làm đám hỏi á, thì anh này á là ngay dịp Tết thì anh này đi nhậu với bạn bè. Xong rồi cái anh này mới gọi con ra đón ảnh, nhưng mà ảnh nói là muốn mời con vô ngồi chơi với nguyên một đám bạn của ảnh. Thì trong lúc ngồi chơi vậy, tự nhiên mọi người đang vô vậy, cái ông này mới nói em hôn anh hai cái đi. Cái con mới nói là gì vậy cha, giờ này quá trời người luôn rồi tôi hung cái gì. Cái xong rồi cái ông này ông nói ông giận lên, xong cái con mới chở ông về. Trên đường về á cái ông mới nói thôi em đi xuống đi để anh chở cho. Ông vừa chạy, ủa tại sao em không hung anh hai cái, tại sao em nhìn trai tức quá, đập bể cái đầu xe của con. Trời ơi, cái tay của ảnh hiện tại là có cái sẹo. Là do cái vụ đó. Rồi có đền trời con ơi. Dạ qua sau đó có đền con cái xe không? Dạ qua ngày hôm sau thì ra bắt chị dâu đền, tại chị dâu bán phụ tùng xe máy. Ủa nhưng mà bữa đó là con không biết gì chứ đúng không? Dạ lúc đó con cũng say rồi. Say rồi chứ là nóng lên đúng không? Dạ.
Nhưng cái mà lúc đó con có mà, sợ không? Cái tâm lý cô biết nè, có nghĩa là bữa đó ngồi cũng có bạn bè nhiều đúng không? Rồi con lâu lâu uống rượu cũng liếc thấy còn số một số người cũng địa địa vợ mình đúng không? Rồi xong rồi là muốn cho mọi người biết đây là ghệ của tôi, người yêu của tôi. Cho nên muốn đóng dấu. Đúng rồi, đóng dấu cho nên là em phải hôn anh hai cái cho mọi người biết để đừng có dòm em nữa. Ai về à? Mà nhỏ này nó không chịu hôn đúng không? Cơn lên chứ bộ. Cơn lên liền. Đúng không? Mà có đúng nha, đúng như những gì cô Dân phân tích không? Dạ đúng. Đúng trời rồi. Hay quá chị Dân ơi. Thì chứ sao? Chị đi xoáy vào trong lòng, trong tim người ta luôn. Cái lúc đó hung có một vấn đề mình hung bồ mình mà, mình cũng phải đóng dấu ngược lại ổng chứ. Nhưng mà cái lúc mà ổng đập tay, ổng đập bể cái đồng hồ của mình luôn, lúc đó con sợ không? Con lúc đó con chỉ thấy ông này quá đáng quá. Xong rồi cái con thấy thương tại chảy máu, tay máu nhiều lắm. Xong rồi cái đó gửi về tới nhà. Không, đó xéo xéo đó là cái bệnh viện luôn. Cái con chở ông tấp qua bệnh viện may. Xong rồi may lại cái tay. Nhưng mà con quá, có giận không? Con vừa con giận, con lúc đó con rất là giận. Nhưng mà con nghĩ là chắc ông này cũng thương con quá nên ông mới hành động như vậy. Nhưng mà con đều suy nghĩ lại một điều là ngoài cái việc mà ổng như vậy ra thì chứ ổng chứ đem ngoài những cái việc khác ổng rất là tốt. Ổng giống như là một cái hạnh phúc mà con đang mong mỏi chờ đợi. Thì con lựa chọn cái hạnh phúc này nên con bỏ qua hết. Ôi trời ơi. Thôi nói luôn thông điệp của chương trình rồi. Nói luôn rồi. Hay quá. Ổng là như món quà mà ông trời ông ban cho con vậy. Đúng đó rồi. Đúng không? Dạ. Sắp xếp luôn. Đó, cũng nhờ chùa đó. Nhờ chùa. Không? Rồi coi như là bữa băng bó cái tay đó là cái dịp nào vậy? Có trùng với dịp Tết, dịp lễ gì không? Dạ, ngay Tết là nguyên cái mùa Tết đó là cái tay sẽ cà que. Xong rồi về nhà đâu có dám nói với gia đình đâu, đây cũng là lần đầu tiên tụi con chia sẻ. Vậy là Tết năm ngoái đúng không? Hay là Tết năm nào? Tết của năm trước nữa. Tết, con lấy tết, tết tết năm nay là kỷ niệm 2 năm ngày đập đầu xe. Dạ đúng rồi. Là sau cái vụ đập đầu xe đó bao lâu thì làm đám cưới? Thì tụi con chỉ mới cưới nhau hồi tháng 10 ngày hồi ngày 10 tháng 12 thì tụi con mới cưới chưa được. Ủa là mới đây tháng. À? Dạ đúng rồi. Mới cưới chưa được 1 tháng luôn. Dạ. Nhưng mà quen nhau quá là 2 năm son rồi trời ơi trời. Quen nhau mấy năm? Tụi con quen nhau 4 năm. 4 năm trời. Hồi trước đó hai vợ chồng có sống thử với nhau không? Thì nói này cũng hơi xấu hổ chút xíu. Không là... sao, kể đi, bây giờ là đã chính thức là vợ chồng rồi. Thì thời điểm mà quen nhau vậy á thì con có ông này đi học cuối tuần về thì con mới ngủ này thôi qua nhà em ngủ đi. Tại về nhìn lâu lâu mới ở bên nhau vậy thôi, tối nay anh qua nhà em ngủ đi. Xong rồi cái ông này khoái cái qua hoài luôn, qua ở tới khi mà đám cưới luôn. Xong rồi cái vậy là lần đầu tiên của hai đứa là từ cái lời mời của con đúng không? Cười quá thì cười phái chí kìa Minh. Từ lời mời của cô gái bán bún nem nướng. Bé Hân, của bé Hân. Đúng không? Dạ. Cái lúc đó thì chưa đó chú, tại vì con là kiểu như là gia đình con làm ăn nữa nên ba mẹ con cũng tin dị đoan á nên tụi con không có bậy bạ gì trong nhà hết á. Là chú là đi chỗ khác đúng không? Rồi. Thì mẹ của bên gia đình của chồng con á là mẹ chồng con cũng kêu là thôi hai đứa qua đen ở đi tại bên bển nhà cũng ít người á nên muốn tụi con về cho vui. Cái con suy nghĩ nè, trời ơi thôi bây giờ ở nhà mình đi trước sau Dũng cưới mà ở nhà mình đi mình giữ giá để mốt má chồng mình cưới mình đi vàng nhiều hơn. Thì là lần đầu tiên của hai đứa là ở một cái nơi khác đúng không? Dạ đúng. Mà trong một chuyến đi chung hay là một buổi tối nào đó? Hay dạ. Là cái buổi tối băng tay? Dạ, cái lần đầu tiên của tụi con á là vào cái thời điểm đó là tụi con đi du lịch, đi Đà Lạt chơi. Thì ông này mới rủ con đi Đà Lạt hoài, xong rồi con mới nói ok anh đi Đà Lạt. Thì đi chơi xong rồi hai đứa con vậy á. Rồi. Thôi thành phố mộng mơ mà. Đúng rồi. Trời ơi. Nghe nè, rồi cái lúc mà tỏ tình với cổ, cái lúc cầu hôn với cổ có lãng mạn không? Lúc cầu hôn thì con thấy cũng lãng mạn. Con làm nhưng sao? Biết vợ con thấy sao? Con làm sao lúc cầu hôn con làm sao? Dạ con có thông đồng với em vợ của con nữa. Thông đồng? Sao? Bí mật. Đãi vợ con đi ăn nhà hàng. Sau đó con mới vô trong phòng vệ sinh thay đồ. Thay đồ lên đồ diện lên. Giờ con kéo bong bóng đồ với bông hoa với nhẫn con tặng cho vợ con. Tức là kéo từ nhà vệ sinh kéo ra đó. Đúng. Giấu mà. Giấu trong chổng mà. Rồi sao? Con kêu nhà hàng chỉnh cái nhạc nào mà chiêu chiêu xíu. Nhạc cha gì đó.
Thì bữa đó hết nhạc. Cái con phải thế cái nhạc, mấy cái nhạc mà vui vui vô đỡ rồi cái con mới quỳ xuống cầu hôn vợ con. Dạ. Không biết thời điểm đó vợ con có cảm động không? Đâu giờ hơn kể lại, ông tả lại đi cái hình ảnh lúc đó. Ông này kể là tới cái khúc mà quỳ xuống thì con thấy là lúc đó con mặc dù là thông đồng nhưng mà con linh cảm con không biết là đang làm vụ án gì, nhưng mà con phải diễn để cho ông này cái niềm vui trọn vẹn. Coi như là bất ngờ. Bất ngờ mà mình đã biết trước á. Dạ đúng rồi. Thì ông này quỳ xuống mà lúc đó thì cái nhà hàng đó rất là nhiều người, rồi mấy người đó người ta nhìn quá trời luôn. Ông này mới nói là em cứ đồng ý lấy anh không mà em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Cái con thấy vậy, anh đợi em xíu. Dán ngay cái ông giật tay con, ông đeo cho con. Nhẫn đó hả? Dạ. Ủa lúc đó ông mở nhạc gì cũng nhớ không? Ông mở cái nhạc gì mà con cũng không nghe nữa. Mà nói chung là cái không khí nó không phải giống như là lãng mạn như tụi con tưởng tượng. Nhạc hoạt hình. Nó hơi lãng xẹt xíu. Trời ơi. Nhạc hoạt hình mà. Chứ kệ. Ừ. Không vậy cũng vui dễ thương. Lẹ lẹ. Lẹ đồng ý lẹ lẹ đi, tôi nhục quá. Dạ. Rồi vậy là mới lấy nhau được. Tụi nó dễ thương quá. Ừ. Mới lấy nhau được 1 tháng. Dạ đúng rồi. Quá luôn. Trời ơi. Rồi sao? Nhưng mà rồi sống con... thử 2 năm đúng không? Dạ, sống một năm mà. Dạ, sống bên nhau một... đó, gọi là sống bên nhau đi. Không, mình dùng từ sống thử nghe nó ấy quá. Dạ. Nghe nó trần tục quá. Nếu sống vậy thì mình sẽ lấy cái thời điểm là lúc mà sống thử đi. À. Rồi con mới phát hiện đang hơn nó có những tật xấu gì. Cho tới giờ luôn nha. Ừ. Dạ con thì không có tật xấu gì nhiều. Nhưng mà cái mà con thấy có thể là trong lúc mà làm việc á, làm việc gì thì bà hay quạo lắm. À. Hay nóng tính. Ừ. Làm bán mà. La người này quát người kia. À. Dạ, nhưng còn bình thường thì dễ thương, hiền lành, giống như hai người khác vậy đó. Rồi có quát con không? Dạ, bữa đó thì có luôn. Dạ quát con. Nhiều lúc mà bảo ra bán ghê là tính tiền lộn cái gì đó là hay quạo lắm đúng không? Dạ. Ví dụ như bán không được á hay quạo. Đông khách cũng quạo lắm. Đông khách tại ra chạy cũng kịp á. Dạ. Ủa giờ quán là bán gì? Bán. Dạ con bán nem nướng chả lụa luôn. Nhưng mà hiện tại thì con chỉ tập trung bán thịt khô bò thôi, thời điểm đó là con làm sinh viên con làm thôi. Rồi giờ là bán khô bò là hay quạo, nói chung là hơi nóng tính đúng không? Trong kinh doanh là hay quạo. Mỗi lần làm việc gì là tập trung vô là quạo lắm. Mỗi lần quạo rồi con có im không hay là cãi lại? Chắc cãi lại quá. Cái hai đứa gây qua gây lại gì đúng không? Rồi còn gì nữa con cũng không thấy gì xấu. Vậy đó hả? Chỉ nói vậy thôi. Vậy đó hả? Coi như là không có cái, tức là không có mè nheo, không có nhõng nhẽo. Dạ, không có ghiền shopping đồ không? Dạ, ghiền không. Sắm đồ á. Rồi bây giờ tới này cũng nè. Không luôn. Dạ không. Kinh tế nhà ai giữ? Dạ dạ không giữ. Rồi bà có siết chặt kinh tế không? Dạ không. Con cũng chi tiêu bình thường. Bà vợ con giỏi chi tiêu lắm. Thôi vậy là cũng không có gì xấu cả. Nó ngon lành. Vậy giờ con muốn vợ con thay đổi gì không? Dạ con cũng không mong vợ con thay đổi gì hết. Dạ cứ vậy. Con chỉ mong là lúc nào cũng yêu thương con nhiều hơn. Ôi ôi. Yêu chắc rồi. Trời ơi, thấy nó nói chuyện dòm con mà mặt nó kỳ lắm. Mắt nó kỳ lúng liếng mà. Say đắm ngộ lắm con. Rồi giờ tới con đó. Chồng có thật xấu gì không? Dạ chồng con á, trong 1000 điểm tốt thì cũng có 100 điểm xấu. Thì ngoài những cái việc mà như là phải dơ bê bối thì chồng con rất là thích xem hoạt hình. Ở nhà hay xem hoạt hình lắm. Rồi chồng con có một cái điểm là đi ra đường chạy xe, trong lúc chạy xe thì chồng con hay nói con quạo, nhưng mà chồng con chạy xe là quạo. Như là thấy cái ông này chạy xe, sao ông này chạy xe ẩu quá vậy, ông có biết chạy xe không? Xong rồi thấy người phụ nữ chạy xe, mấy bà phụ nữ nè, mấy bà bành nè chạy xe kiểu như vậy nè. Thì con thấy là... Là hay, có nghĩa là hay sân si trên đường phố. Dạ đúng rồi, hay sân si trên đường phố. Hay sân si với những người tham gia giao thông. Nhưng mà đó là do bệnh nghề nghiệp á. Kiểu như nhiều khi chạy không đúng luật á. Có khi nào kiểu... rượt theo không? Có khi nào rượt theo để mà cúp cắt đầu mấy cái đứa mà chạy như là chạy láo liếu không? Dạ không. Dạ, chồng con thì nói vậy thôi, có con thì con rượt theo luôn. Con là con rượt luôn đó. Nóng tính mà, bé này nóng tính mà. Rồi còn gì nữa, chồng có thích ăn giặt không? Ăn dạ giặt có. Hồi nãy con có nói rồi. Dạ, đó đúng rồi. Không? Nguyên cái xóm đó là con ăn hết không còn quán nào rồi chừa qua rồi đúng không? Dạ chưa, không còn quán nào còn chừa. Thì đó, không còn quán nào chừa là thích ăn giặt đúng không? Dạ. Mà ăn giặt đâu phải tật xấu đâu. Ừ. Chị cũng ăn giặt mà. Rồi. Thiệt.
Tụi con mong muốn chồng thay đổi gì? À, con hy vọng chồng con á là chú ý về sức khỏe một xíu. Chứ cái lúc thời điểm con quen con thì rất là dễ thương, rất là ốm. Nhưng mà bây giờ thì hơi phì. Thì cứ bị mẹ chồng con cứ nói mà giảm cân. Thì con hy vọng là chồng con sẽ quan tâm đến sức khỏe, tập thể dục để giảm cân. Bên cạnh đó thì đi ra đường thì bớt sân si lại xíu. Tại vì con ở ngoài sau á, lúc mà chồng con chửi người ta thì người ta nhìn không con nghe. Chồng người ta không có nghe nhưng mà con là người nghe hết. Con chỉ hy vọng vậy thôi. Còn ngoài ra thì chồng con rất là ok. Hay quá, gặp vợ chồng này vui quá. Dễ thương quá trời. Phải cảm ơn ban biên tập chương trình và cũng là cảm ơn hai vợ chồng. Đầu năm mà các con đã mang đến một cái không khí, một cái không khí nó rất là vui nhộn trong trong cái chương trình Vợ Chồng Son. Và hy vọng rằng là những cặp vợ chồng tiếp theo, trong những tuần tiếp theo cũng sẽ mang thật là nhiều những câu chuyện mà nó vui tươi và nó tràn đầy năng lượng và tràn đầy yêu thương như cặp vợ chồng con mở hàng. Dạ, con cảm ơn cô chú. Con thôi đúng rồi đó, con chồng vợ con nó mong con giữ gìn sức khỏe là cô thấy cũng có lý đó. Tại vì 26 tuổi cái đường của mình nó còn dài lắm luôn á, đúng không? Đó, với cái nghề của con á mà kiểu như là mình ốm á thì mọi thứ của mình nó sẽ nhanh nhẹn hơn. Nó nhanh nhẹn hơn trong mọi trường hợp, đúng không con? Mẹ con cũng nói như chàng vậy. Đó cho nên là thôi vợ nói là quá đúng rồi ha. Mà thật ra là cũng phải cảm ơn cái việc gọi là ăn vặt của ảnh. Nhờ ảnh ăn vặt, nhờ ảnh thích ăn cho nên mà ảnh mới gặp con. Thì đó thôi, gặp được vợ rồi thì thôi đó, bây giờ đừng ăn vặt nữa, bớt lại đúng không? Bớt lại rồi. Rồi nhân hôm nay nhân đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết là các con có điều gì bí mật muốn dành cho người bạn đời của mình không? Thì có câu chuyện con chia sẻ là chỉ vì cái hung hai cái thôi mà chồng con bây giờ có cái sẹo trên tay suốt cuộc đời. Thì trước mặt rất là cô chú cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi Vợ Chồng Son thì con sẽ hung lại chồng con hai cái. Ôi trời ơi, dễ thương quá, hung đi, hung đi. Rồi bên kia. Trời ơi, dễ thương quá. Ủa vậy thôi đó hả? Không gì cũng ngoại giao quá ha. Không gì kiểu là ngoại giao quá. Ôm nè, ví dụ như phải ôm nhau siết chặt cái xong bắt đầu mới là đấm đuối hung lên chồng. Rồi hung cái thì, thôi cũng được. Ừ đó. Làm lại là đi. Khán giả cũng như là các trai làng mà nhiều khi mà có thích thích con mà nó à thôi không được rồi. Không có mơ tưởng tới nhỏ này nữa, nó mê chồng nó quá rồi thôi. Nghỉ. Hung vậy giống như là trả nợ quý thần. Đúng không? Đúng. Nè, đó, thấy cái tay ảnh vậy là ảnh chịu rồi nè. Lại đi. Con. Làm lại cái kết thúc nào. Ừ. Rồi. Đó. Ôm đỡ. Rồi, ok. Rồi xin chúc cho hai vợ chồng con ha, làm ăn phát tài, tất cả mọi việc đều như ý. Và riêng con trong ngành, chú chúc cho con thăng quan tiến chức và mọi việc thuận lợi như ý và sức khỏe nha. Rồi. Cô thì cô chúc con phải hết sức cẩn thận trong cái công việc. Hiểu không? Phải có một cái sức khỏe thiệt là dẻo dai. Phải thiệt là lanh lẹn. Dạ. Nha. Rồi.